Từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10, Trung đoàn 82 Quân khu 2 tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan một bên một cấp có thực binh và bắn đạn thật. Cuộc diễn tập có đề mục: Trung đoàn bộ binh được tăng cường binh khí kỹ thuật, hành quân vào khu vực tập kết chiến đấu, hiệp đồng với lực lượng vũ trang địa phương tiến công địch phòng ngự trận địa. Cuộc diễn tập gồm các giai đoạn: chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hành trú quân vào khu vực tập kết chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu, thực hành chiến đấu và bắn đạn thật. Diễn tập TM21 là nhiệm vụ quan trọng, thông qua đó góp phần nâng cao năng lực tham mưu, trình độ kỹ chiến thuật và sử dụng các loại vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật của chiến sĩ quân đội. Đây cũng là cơ sở quan trọng để đánh giá kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, trình độ năng lực của cán bộ, chiến sĩ và từng đơn vị trong trung đoàn. Từ đó kịp thời rút kinh nghiệm, chỉ đạo công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong những năm tiếp theo.